Câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi tương đối lý thú. Kính thưa Thầy, con đường tình duyên của con rất là lận đận. Nay con tìm được ánh sáng Phật Pháp, con đã quy y Tam Bảo. Hàng đêm con có nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho con. Nhưng một số người khuyên con nên niệm A-di-đà Phật. Con đang phân vân không biết làm sao. Xin Thầy cho con có ý kiến. Ngoài niệm Phật, con cần làm những gì nữa để con đạt được ý nguyện, có được một tấm chồng yêu thương con? Xin Thầy hướng dẫn giúp cho. Xin thưa với các vị, cái này chắc tôi bó tay. Cái này thật ra mà nói á, cái người này tôi không biết bao nhiêu tuổi à. Này biết được tuổi dễ lý giải hơn à. Xin thưa các vị, cái sự tu học á, của chúng ta để tìm được sự an lạc, còn có chồng hay không cũng là duyên phận chồng con của mỗi con người. Cái này tôi nói thật. Có thể các vị đến trước bằng Phật, các vị đi chùa, các vị cầu nguyện cho mình có được một tấm chồng mà như mình ước mơ hay là như nguyện vọng của mình. Điều này đúng hay sai? Hả? Đi chùa cầu nguyện cho mình có được tấm chồng đúng hay sai? Ai nói sai đâu đưa tay lên coi. Rồi, vậy ai nói đúng đâu đưa tay lên coi. Rồi vậy xin thưa các vị, những người không đưa tay lên là sao? Sai hay đúng? Cái nào đúng tôi ừ. À, có phải không? Xin thưa các vị, đi chùa, nhất là cư sĩ Phật tử tại gia, các vị cầu nguyện có một tấm chồng hay là một người cư sĩ Phật tử để cầu nguyện cho mình có một người yêu lý tưởng, một người vợ lý tưởng, cái này hoàn toàn hợp lý chứ không có gì sai cả. Tôi mà lên chánh điện tôi cầu nguyện tôi có một người yêu lý tưởng á, thì cái đó nó không hợp lệ, không đúng. Nhưng mà các vị là người cư sĩ Phật tử, các vị có quyền, nhất là ở đây đúng là những người chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có chồng. Ở đây chúng ta có quyền đến trước bàn Phật. Ví dụ chúng ta là con gái, chúng ta có quyền đến trước bàn Phật, chúng ta nguyện phận gái 12 bến nước, không biết bến nào đục, không biết bến nào trong. Vì vậy cho nên con nguyện với Đức Phật làm sao gia hộ cho con có đầy đủ cái duyên lành để cho con có được một tấm chồng, để đừng giống người đó mà hành hạ đau khổ, hoặc chồng bê tha thế này thế khác. Đây là một ước mơ vô cùng thánh thiện, một ước mơ vô cùng đẹp đối với một người Phật tử. Chúng ta có thể bày tỏ ước mơ với Phật, điều đó được hay không tùy duyên của chúng ta, nhưng trên ước mơ chúng ta cứ nguyện. Còn trên nguyên tắc, ở trên cuộc đời, dường như có gia đình, có duyên, có phận, có chồng, có vợ, nó cũng là duyên phận của mỗi con người chúng ta. Vì vậy cho nên tôi mong rằng tất cả các vị, ước mơ thì không có sai, nhưng mà chúng ta làm gì để thực hiện được ước mơ đó, đây là một vấn đề quan trọng vô cùng. Quan trọng nhất chúng ta biết điều tiết về bản thân, về cái tư cách, đạo đức và về cái mọi thứ của mình. Mà dường như tôi có kể với các vị một câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó cũng giống giống na ná với chồng này nè. Có một cô đó lên Mỹ, cô điện cô hỏi tôi, cô nói, cô hỏi tôi hai việc à. Một việc thứ nhất á, là cô nói là ngày xưa giờ cô chưa cúng chùa à, bây giờ á, cô mới bắt đầu cô đi cúng chùa tu hành mới có năm qua, cái cô bán mấy căn nhà gì đó lỗ 80.000 đô, hỏi là tại sao. Thì câu này tôi cũng trả lời tôi không thấy quan trọng lắm, nhưng mà câu hai mới là quan trọng, nó giống giống cái này. Cô hỏi tôi, thưa thầy, con cũng đẹp, cũng giàu có, cũng có tất cả mọi thứ, sao tới giờ con chưa có chồng? Khi mà con hỏi như vậy, thật ra với các vị tôi không biết trả lời sao nữa. Nhưng mà lúc đó tôi mới trả lời, hình như tôi có nói cái đĩa mà tầm quan trọng của phước đức á, thì tôi có kể cái này rồi. Tôi có nói á, là ở đây tôi có dẫn chứng mà mấy bài thơ của mấy đứa học trò đó. À, mấy đứa học trò ngày xưa nó từng viết thơ, nó gửi qua nhau mà nó thảy qua thảy lại đó. Thì trong bài thơ đó tôi mới nhớ là như vậy. Thằng con trai đó nó viết qua, nó gửi cho đứa con gái, nó viết bốn câu thế này: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về thắt cổ thả trôi sông, xác anh trôi nổi trên dòng nước, em ở bên chồng có nhớ không. À, khi cô kia cậu lượm được câu đó,
Cổ thì có cảm giác không thích anh này hay sao hay chiêu tôi không biết. Cái cổ mới hòa lại bốn câu. Cổ viết như thế này, cổ thảy qua anh chàng kia. Cổ viết: một buổi chiều nao ra mé sông, thấy xác người yêu bỗng bâng khuâng, vớt lên đem để trên thành giếng, đợi đến sình lên để bón phân. Thì cô thảy qua cho anh này, anh học trò này anh lượm được câu đó, anh vô cùng thất vọng mà anh viết lại một cái bài mà an ủi cho mình. Anh viết như thế này ha, nó là: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về cưới vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng. Thì ở đây xin thưa với các vị, tôi đọc tự nhiên xong bốn câu thơ đó, cái cổ ở bên kia đầu dây cổ cười hả 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 hả. Tôi không biết chuyện gì, cổ ngộ cái gì tôi không biết. Thì lúc đó tôi mới phân tích thêm như thế này. Các vị nên nhớ, người ta cưới một người vợ là để về làm vợ, chứ không phải cưới người vợ về làm bà chủ người ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái câu mà ở đó tôi nói là nói chơi, nhưng sự thật của nó là ở chỗ nào? Chúng ta hãy xét lại mình. Mình có giàu có, mình đẹp đẽ, mình xinh, mình đủ thứ, nhưng mà mình coi mình có tâm đức và đạo đức hay là cái đức hạnh của một người làm vợ chưa? Đây là mấy vấn đề quan trọng. Người ta thấy mình đẹp, người ta thấy mình giàu, nhưng mà người ta biết rằng nếu người ta cưới mình về làm vợ, người ta sẽ đau khổ vì mình. Bởi vì mình giàu, mình đẹp, cho nên mình có những cái cách mà không phải đạo đức của một người làm vợ. Thành ra người ta cảm thấy không yên tâm cho cái việc đó, người ta không cưới chứ không có gì. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, khi nào chúng ta đặt vấn đề này, đừng quá quan trọng ở chỗ duyên phận, mà hãy làm sao giúp cho một người phụ nữ có bốn đức hạnh cần phải biết. Đó là công, ngôn, nghĩa gì? Dung, hạnh. Bốn đức tính này nếu chúng ta có đủ thì không ngại gì chúng ta không có tấm chồng. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu một trong bốn cũng chưa chắc gì không có chồng. Nhưng mà thế này, ví dụ bây giờ dung là cái gì? Dung là sắc đẹp. Chứ bây giờ công là cái gì? Công là cái nghề khéo. Dung là gì? Công ngôn là gì? Là lời nói. Dung là sắc đẹp, rồi hạnh là đạo đức. Như vậy thì trong bốn cái này có những người ba cái có nhưng mà có cái không. Đó là gì? Sắc. Có nghề khéo, có đức hạnh, có ngôn ngữ mà lại thiếu sắc. Như vậy sắc là cái chuyện quy luật của nhân quả mà chúng ta thường nói là trời ban. Như vậy đẹp hay xấu không do chúng ta muốn mà quyết định. Nhưng nếu lỡ chúng ta sinh ra không phải là một phụ nữ đẹp thì chúng ta có khả năng hoàn thiện ba cái còn lại, tức là tạo cho chúng ta có nghề khéo, cái này trong tầm tay chúng ta, tạo chúng ta có một lời nói ái ngữ dễ thương, đây là trong khả năng của chúng ta, và tạo cho chúng ta có một cái đạo đức, đức hạnh của một người phụ nữ, đây là trong khả năng của chúng ta. Như vậy cái nào chúng ta lỡ thiếu thì chúng ta phải lấy các cái khác chúng ta bù. Nhưng mà trên nguyên tắc cuộc đời, người ta có một câu danh ngôn, người ta nói như thế này: không bao giờ có một người phụ nữ xấu, chỉ có điều là người phụ nữ không biết làm đẹp chính mình mà thôi. Đây là điều vô cùng quan trọng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái đẹp nó từ thể chất đến tinh thần. Cái nào nó không thuộc về khả năng chúng ta, cái đó là số phận chúng ta phải chịu. Cái nào thuộc về khả năng, chúng ta làm với hết sức mình. Như vậy thì duyên phận có hay không không quan trọng lắm, mà chúng ta đầy đủ những đạo đức đó thì chắc chắn chúng ta sẽ sẵn sàng làm niềm tin cho một ai muốn đến kết hôn với mình. Tôi có gửi gắm với tất cả các vị trong câu hỏi này một số ý tứ như vậy thôi. Và xem đây câu hỏi cũng cuối cùng để kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật.